chào quý vị và các bạn. Trong đêm qua và cả ngày hôm nay, bão số 8 tiếp tục di chuyển rất chậm, nhiều lúc gần như đứng yên và cường độ thì tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ chiều ngày hôm nay thì bão còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía đông đông bắc. Lúc này bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Đây là thời điểm bão mạnh nhất vì ngay sau đó do tác động của không khí lạnh thì bão không trách lên bắc mà đi ngang theo hướng tây, tốc độ khoảng từ 10 đến 15 km mỗi giờ và giảm nhanh cấp độ, đặc biệt là khi tiến vào gần bờ. Đến 16 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Nhiều khả năng khi áp sát đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị vào đêm ngày 25 tháng 10 thì bão sẽ đi nhanh hơn từ 15 đến 25 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong đêm nay ngày mai với gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108,5 đến 117,5 độ Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 10, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Từ tối mai trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Còn tại vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa cũng có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong khi bão số 8 vẫn rất mạnh trên biển nhưng chưa tác động tới đất liền nước ta, do đó hầu khắp Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ vẫn đang nằm trong trường gió Bắc Tây Bắc, là trường gió phân kỳ ít ẩm thổi suốt từ mặt đất lên tới tận độ cao 5.000 mét, khiến cho hầu khắp Bắc Bộ cũng như là khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời chuyển ít đến quang mây. Nền nhiệt ban đêm vì thế giảm mạnh, ở khu vực vùng núi phía Bắc, nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng là 14 đến 17 độ, còn vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Trị, nhiệt độ hạ chỉ còn từ 18 đến 21 độ. Sang ngày mai, tình trạng ít mây tiếp tục duy trì nên nền nhiệt ở Bắc Bộ, Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị ở mức cao 28 đến 31 độ. Còn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế vào đến Bình Thuận trong trạng thái mây thay đổi nhưng cũng ít mưa và ngày có nắng, nền nhiệt cao 29 tới 32 độ. Sau đó đến tối và đêm mai, hoàn lưu phía tây của bão số 8 sẽ gây mưa trở lại tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến tận Quảng Ngãi. Dự báo từ đêm mai 24 tháng 10 đến sáng ngày 26 tháng 10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa vừa mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 150mm cả đợt. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa cũng giảm đáng kể. Nền nhiệt đêm nay và ngày mai ở Tây Nguyên phổ biến dưới ngưỡng 20 độ. Còn với khu vực Nam Bộ tại các tỉnh miền Đông như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm muộn và sáng nhiệt độ giảm còn 21-22 độ, trời se lạnh. Sau đến ngày mai trời ít mây, mưa cũng giảm nên thời gian nắng sẽ kéo dài hơn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai tại Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Còn ở các tỉnh vùng cao nguyên, nhiệt độ vào ban ngày tăng lên mức 28 tới 31 độ. Như vậy là bão số 8 rất mạnh trên biển, nhưng khi vào gần bờ thì bão sẽ giảm cấp. Đây là tin vui, nhưng quý vị cũng không được chủ quan, đặc biệt là người dân Bắc và Trung Trung Bộ vẫn cần chủ động ứng phó với mưa vừa mưa to quay trở lại. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 23 tháng 10 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.